lên mạng xã hội đặt mua giấy tờ tùy thân giả rồi mang đến các ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mở thẻ tín dụng với hạn mức cao nhất, sau đó rút hết hạn mức thẻ để tiêu xài rồi biến mất. Đây là cách mà Nguyễn Trường Vũ thường xuyên sử dụng để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng trước khi bị bắt. Trước đó, cuối tháng 3, Công an quận 10 đã nhận thông tin tố giác của một chi nhánh khác cũng của ngân hàng này trên địa bàn quận về 6 hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng và sử dụng hết hạn 450 triệu đồng nhưng không trả nợ. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ hồ sơ vay đều là giả. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của ngân hàng, cơ quan chức năng xác định được chân dung nghi phạm. Chiều 1 tháng 4, đối tượng này lại mang hồ sơ giả đến một chi nhánh khác của ngân hàng này trên địa bàn quận 10, tiếp tục mở thẻ tín dụng thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo công an.